Như đã nhắc đến trong phần đầu của chương trình, bộ chi quỹ bảo hiểm y tế đang là một trong những vấn đề nan giải của cả ngành y tế lẫn bảo hiểm xã hội. Nhiều năm nay cả hai ngành dù đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng con số này không hề giảm mà ngược lại còn đang có xu hướng tăng. Theo thống kê là 6 tháng đầu năm 2018 có đến 60 trên 63 tỉnh thành chi vượt quỹ bảo hiểm y tế. Cụ thể, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 60 trên 63 tỉnh thành chi vượt quỹ được sử dụng của kỳ. Trong đó có 13 địa phương ước bộ chi trên 200 tỷ đồng, gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thái Bình, Quảng Ninh. Ba địa phương cân đối được quỹ bảo hiểm y tế gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế qua 6 tháng đầu năm ước đạt tăng 9,4%. Tần suất khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 5%. Chi phí bình quân trên lượt khám chữa bệnh là 557.300 đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2017. Các đối tượng tham gia chi phí bảo hiểm y tế tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Qua 6 tháng đầu năm 2018, số đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 47.309 tỷ đồng với tỷ lệ sử dụng quỹ ước tính là 122,6%.